Mến chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh tin mới nhất của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới nhất với những tin tức về đợt lũ kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, sau trận mưa lũ lịch sử tại Hàn Quốc làm 10 người bị thiệt mạng, nhiều người còn chưa hết bàng hoàng thì mới đây tại một tỉnh miền Tây của Trung Quốc tiếp tục lại xuất hiện mưa lớn cùng với lũ quét, khiến ít nhất 18 người tử vong, 36 người mất tích. Mặc dù đã được cảnh báo về sự nguy hiểm từ lũ quét, tuy nhiên người dân tại đây vẫn không thể lường trước được hậu quả khủng khiếp của nó. Thảm họa lũ quét tại Thanh Hải, Trung Quốc. Theo AP, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, mưa lớn và lũ quét đêm hôm kia tại Đại Đồng, Thanh Hải, miền Tây của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 6.400 người tại 8 ngôi làng. Ít nhất 18 người tử vong và 36 người mất tích. Hai người mất tích mới được tìm thấy. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Các nhà chức trách cho biết, trận lũ quét ở Thanh Hải là kiểu lũ ống. Những dòng lũ này thường là kết quả của những trận mưa lớn ở khu vực miền núi. Nước chảy xuống núi biến những khe hoặc sông suối trở thành những dòng sông hung hãn, khiến con người khó cảnh giác. Thông tin cho biết, trận mưa dông xảy ra bất ngờ tối hôm kia đã gây ra vụ sạt lở đất, làm thay đổi dòng chảy của một con sông và gây ra lũ quét tại tỉnh trên. Một đoạn video do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy những con đường ngập trong bùn, cây bật gốc, nhà cửa bị hư hại và nhân viên cứu hộ mang theo xẻng. Một trụ sở tiền tuyến đã được thành lập để tổ chức ứng phó khẩn cấp. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc CCTV cho biết, hiện công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Một trụ sở tiền tuyến đã được lập ra ở khu vực xảy ra lũ quét để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc ngày hôm kia đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4. Đối với công tác phòng chống lũ lụt do mưa lớn được dự báo sẽ trút xuống khu vực ở miền Bắc của nước này, Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt gồm 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Biện pháp ứng phó khẩn cấp được áp dụng cho những khu vực của Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Liêu Ninh, Móc Long Giang, Thiểm Tây và Cam Túc. Theo dự báo, mưa lớn sẽ xuất hiện ở một số địa phương trong số này trong 2 ngày qua. Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc hối thúc các địa phương nêu trên tăng cường các biện pháp giám sát và cảnh báo sớm, đồng thời tiến hành những hoạt động chuẩn bị cho công tác phòng chống lũ lụt. Trước đó, Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia, Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc 4 ngày trước đã đề ra kế hoạch kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán nhằm tránh gây thương vong trong bối cảnh dự báo mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực ở phía Tây Bắc, Nội Mông, miền Bắc và Đông Bắc của nước này vào tuần tới. Trong khi hạn hán do nắng nóng dự báo tiếp tục xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử, hai cơ quan trên đều yêu cầu giới chức địa phương ban bố cảnh báo sớm đối với nhóm khách du lịch, người lao động và phương tiện đi lại, đồng thời siết chặt quy định đối với các địa điểm du lịch, khu vực nguy hiểm, công trường xây dựng, các đoạn đường bị ngập nước. Hồi đầu tuần, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quan chức ở tỉnh Liêu Ninh đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong việc kiểm soát lũ lụt. Trận mưa lớn bất ngờ xảy ra trong thời điểm nắng nóng mùa hè ở Trung Quốc đang lên tới đỉnh điểm. Nhiều tỉnh ghi nhận tình trạng nắng nóng khủng khiếp. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng thời tiết bất thường trở nên thường xuyên do sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Còn nhớ trước đó tại tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 8 người tử vong, 13 người khác mất tích sau những trận mưa xối xả đã gây ra lũ quét. Ngoài ra, 1.300 người khác phải sơ tán. Trong khi đó, tại thành phố Long Nam thuộc tỉnh Cam Túc ở miền Tây Bắc, truyền thông ghi nhận 8 người tử vong và 3.000 người phải sơ tán. Lượng mưa trong hơn một ngày đạt 89,9 mm ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, gần gấp đôi lượng mưa trung bình được ghi nhận trong nửa năm qua. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên do biến đổi khí hậu. Không khí ấm lên có thể tích trữ nhiều nước và tạo thành các đám mây to hơn. Vai trò của các con đập đối với vấn đề được đánh giá là phức tạp. Hoạt động của 15 con đập lớn bao gồm đập Tam Hiệp khiến mực nước giảm vào mùa đông và mùa xuân nhưng lại tăng lên trong những thời kỳ khí hậu ẩm hơn. Cách đây hơn một năm, một số chuyên gia Trung Quốc tuyên bố nếu không có hồ chứa của đập Tam Hiệp, tình hình lũ lụt có thể trở nên tồi tệ hơn. Tổng cộng đập Tam Hiệp lưu trữ được khoảng 180 tỷ mét khối nước lũ. Tuy nhiên, hàng năm những con đập này không những chưa ngăn cản được lũ lụt mà còn đe dọa vỡ đập, nguy cơ gây ra thiệt hại cực lớn. Mùa hè khắc nghiệt bất thường ở Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, trái ngược với tình hình mưa lũ tại khu vực miền Tây thì ở miền Đông của Trung Quốc, người dân đang phải vật lộn với hạn hán và khắc nghiệt, thiếu nước trầm trọng. Tính đến hôm thứ Hai vừa qua, đợt nắng nóng ở Trung Quốc đã kéo dài 64 ngày. Đây là đợt nắng nóng dài nhất trong hơn 6 thập kỷ. Hãy cùng chúng tôi theo dõi sau đây. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ khiến hiện tượng thời tiết khắc nghiệt diễn ra thường xuyên hơn. Và quả thật hiện nay giống như nhiều nơi khác trên thế giới, Trung Quốc đang quay cuồng với tác động của nó. Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa do mưa lũ trong mùa hè này.
cùng lúc với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Theo truyền thông nước này, đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi chép về các hiện tượng thời tiết cực đoan cách đây 60 năm. Bộ Tài nguyên nước cho biết trong một thông báo hôm thứ Tư rằng hạn hán trên toàn lưu vực sông Dương Tử ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh nước uống của người dân nông thôn và gia súc, cũng như sự phát triển của cây trồng. Sông Tử chỉ là một trong nhiều sông và hồ trên Bắc Bán Cầu đang khô cạn và co lại do nhiệt độ không ngừng tăng và lượng mưa thấp. Hôm thứ Tư, tỉnh Hồ Bắc miền Trung của Trung Quốc đã trở thành tỉnh mới nhất thông báo rằng họ sẽ tạo ra các đám mây gây mưa bằng cách sử dụng các thanh iốt bạc để tạo ra mưa. Ít nhất 4,2 triệu người Hồ Bắc đã bị ảnh hưởng 11 đợt hạn hán nghiêm trọng kể từ tháng trước. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết hơn 150.000 người gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước uống và 400.000 ha cây trồng bị thiệt hại do nhiệt độ cao và hạn hán. Cơ quan khí tượng cho biết Trung Quốc ban hành cảnh báo nắng nóng cao nhất cho ít nhất 138 thành phố và quận trên khắp đất nước vào hôm thứ Năm, và 373 người khác được đặt trong tình trạng báo động màu da cam cao thứ hai. Đợt nắng nóng cũng ghi nhận số lượng lớn nhất ở các quận, thành phố vượt quá nền nhiệt độ 40 độ C, khoảng 104 độ F. Nhiệt độ cao liên tục được dự báo sẽ tiếp tục ở lưu vực Tứ Xuyên, các khu vực rộng lớn ở miền Trung của Trung Quốc cho đến Chủ nhật tuần tới. Tại An Huy, miền đông của Trung Quốc, một trong những tỉnh sản xuất ngũ cốc quan trọng nhất của Trung Quốc, một số nơi đã chứng kiến các con sông khô cạn do nắng nóng dai dẳng. Nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp cũng như nước sinh hoạt hàng ngày đang thiếu trầm trọng. Một dân làng tại huyện Thanh Dương của tỉnh An Huy chia sẻ, lúa trên các cánh đồng giờ đã khô hết. Tại thị trấn Hà Canh ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam của Trung Quốc, gần 1.000 cư dân của hai ngôi làng cảnh báo tình trạng thiếu nước. Cơ quan cứu hỏa địa phương đã sử dụng các bồn chứa nước của xe cứu hỏa để cung cấp nước cho dân làng. Một đợt hạn hán nghiêm trọng kể từ ngày thứ hai tuần trước đến nay cũng ảnh hưởng tới hơn 1,3 triệu người ở tỉnh Giang Tây, Tây Đông Nam của Trung Quốc. Bài toán về ngăn chặn lũ quét và hạn hán không phải là mới, nhưng để giải quyết được nó thì không thể trong một sớm một chiều. Hy vọng rằng những chiến dịch phòng chống biến đổi khí hậu sẽ được hưởng ứng tích cực, nếu không sẽ vẫn còn nhiều người dân vô tội phải chịu cảnh mất nhà cửa, mất người thân do ảnh hưởng của thiên tai. Vâng, thưa quý vị, bất chấp hậu quả về môi trường và xã hội, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ dừng theo đuổi tham vọng xây dựng siêu đập thủy điện. Những trận lũ lụt khủng khiếp vừa rồi đã xảy ra hay là hạn hán đang tiếp diễn lại khiến người ta hoài nghi và đặt ra câu hỏi về cái giá phải trả cho tham vọng thay đổi thiên nhiên của Trung Quốc. Mọi thông tin về tình hình thiên tai lũ lụt chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới các bạn trong những video tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với một thông tin khác mà chúng tôi mới nhận được. Thưa quý vị, Việt Nam hứng chịu mưa lớn kể từ tháng trước, lũ lụt và sạt lở đất bùng phát ở nhiều nơi trên cả nước. Sáng sớm nay, bộ đội dưới chân núi Doanh Trại bị đất đá vùi lấp, ít nhất 22 cán bộ chiến sĩ bị mất tích. Theo thông tin tổng hợp của báo chí nước ngoài, sạt lở do mưa lớn đã ập vào doanh trại của bộ đội quân khu 4 tại Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Chính quyền cho biết nhiều cán bộ chiến sĩ sinh sống trong doanh trại từ 2 giờ trong một buổi sáng đã xảy ra 4 đến 5 lần sập đổ như bom, cảm tưởng như cả ngọn núi sắp sập. Theo các báo cáo, tổng cộng 5 người đã được giải cứu và ít nhất 22 người bị chôn vùi trong lớp đất đá. Hơn 20 chiến sĩ vẫn đang bị vùi lấp trong đất đá và lực lượng cứu hộ đang tìm các phương án an toàn hơn để tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết xấu. Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Phan Văn Giang xác nhận, ông Phan Văn Giang cũng đề cập tất cả các đơn vị của quân khu 4 và 5 ở khu vực trung tâm đã được lệnh đánh giá nguy cơ sạt lở đất vào đêm qua. Nhưng vụ sạt lở đất đã bùng phát trước khi cuộc điều tra hoàn tất. Một vụ sạt lở đất khác xảy ra gần một đập thủy điện ở tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung của Việt Nam, khiến 17 công nhân xây dựng bị mất tích, 13 nhân viên tìm kiếm cứu nạn do cơ quan chức năng cử đi cũng mất liên lạc, hơn 600 binh sĩ đã khẩn trương cử đến để tìm kiếm và cứu nạn. Thật không may, 13 nhân viên tìm kiếm và cứu nạn cuối cùng đã mất liên lạc và đã chết trong khi làm nhiệm vụ. Hình ảnh hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Mưa lớn do bão Nangka đã mang đến và gây ra thảm họa ở Đông Nam Á, gây ra thương vong nặng nề ở Việt Nam và Campuchia. 17 công nhân xây dựng bị mất tích, 13 nhân viên tìm kiếm cứu nạn cũng được nhà chức trách cử đến mất liên lạc. Hơn 600 chiến sĩ được khẩn trương cử đi tìm kiếm cứu nạn. Thật không may, 13 nhân viên tìm kiếm cứu nạn cuối cùng cũng đã bị mất liên lạc và đều đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Theo báo cáo của Reuters, mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 10 đã gây ra thiên tai nghiêm trọng ở miền Trung của Việt Nam, với ít nhất 49 người thiệt mạng và nhân viên cứu hộ đã giải cứu cũng bị nghi ngờ gặp phải trận lở đất thứ hai. Kết quả là tất cả họ đều biến mất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.